Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com sử dụng chiếc bơm áp lực 12V, công suất 150 đến 180W. Con này thì công suất max của nó đạt 180W, thì những cái video trước shop đã từng test rồi. Còn dòng bơm này thì nó là dòng bơm áp lực phun thuốc sâu công suất lớn, chuyên sử dụng để phun thuốc sâu, tưới lan và có thể sử dụng để xịt rửa xe. Ngày hôm nay thì shop sử dụng một cái bộ điều khiển tốc độ để điều khiển chiếc bơm này. Bộ điều khiển tốc độ này thì cho phép chúng ta tăng giảm cái tốc độ của máy bơm, do đó thay đổi cái công suất phun của máy bơm. Ắc quy sử dụng là nguồn 12V. Còn đấu nối điều khiển tốc độ thì các cái video shop đã từng giới thiệu, đấu nối rất là đơn giản thôi, nhưng yêu cầu là chúng ta phải thao tác đúng âm dương, đấu sai thì điều tốc này nó sẽ cháy. Còn hiện nay thì shop đang sử dụng một cái dơ le có cái áp lực là 1,6 MPa. Tức là con bơm này thì áp lực của nó rất là cao, vì công suất max của nó là 180W, cho nên áp lực rất là cao các bạn. Và shop sẽ sử dụng một chiếc béc phun thuốc sâu 7 lỗ inox cao cấp. Khi chúng ta khóa thì máy bơm sẽ tự ngắt. Đây, rất mạnh này, bác xem. Đây các bạn nhé, mình phải quay bắt xem, rất mạnh. Béc này thì chúng ta có thể tự do điều chỉnh được, rất là đơn giản thôi. Điều chỉnh là cái dạng tia phun. Khi chúng ta phun xa, chúng ta có thể xoay vòng chặn này để cho nó ra cái dạng tia. Còn phun mịn hơn thì chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ ra xương mịn hơn nhé. Béc này thì béc xịn. Cái dòng béc nhựa thì nó sẽ không chịu được áp lực cao, nhưng cái dòng béc này thì cho phép chúng ta sử dụng được với cả những cái máy xịt công suất lớn, đầu kéo bằng xăng hoặc là dây cu doa. Các này thì shop đã từng cung cấp rồi, các nào có nhu cầu mua béc riêng thì đều ok. Đó, máy chạy rất là êm luôn, motor thì lớn cho nên nó rất là bền. Sau đây thì em sẽ điều chỉnh cái tốc độ phun của béc bằng cái điều khiển tốc độ. Đây, em quay chi tiết cho bác xem nha. Đây, béc phun rất mạnh này. Thì chúng ta muốn thay đổi cái công suất máy bơm và thay đổi cái tốc độ phun thì chúng ta chỉ cần vặn cái điều chỉnh tốc độ này thôi này. Vặn nhỏ này. Vặn nhỏ thì nó sẽ có nhỏ này. Tắt này. Tắt. Bộ điều khiển tốc độ này rất là bền nhá. Công suất nó là tối đa chạy được tới 480W. Thì cái con bơm này chỉ 180 thôi nên mà nó chạy thoải mái luôn. Đó, chúng ta muốn thay đổi. Ví dụ như chúng ta phun ít thì chúng ta có thể vặn nhỏ. Phun nhiều chúng ta vặn lớn. Rất mạnh luôn. Rất tiện sử dụng. Bộ điều khiển này rất bền. Béc này thì là béc loa cho nên nó sử dụng chủ yếu là để phun cây ăn quả. Còn phun lúa thì chúng ta sử dụng các loại cần phun mắt mèo dài nhiều mắt thì nó sẽ dễ phun hơn. Còn béc này chúng ta sử dụng cây phun cây ăn quả, cây thấp. Đấy. Video này thì shop xin được kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366. Website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.